Ok chào anh em, hôm nay sẽ lên cho anh em lại ít cái hàng công nha anh em. Thì lô cần này thì mình sẽ bán với giá chẳng như thanh lý nha anh em. Cái này mình chọn kho giống bên đây nè, đó. Ở đây sẽ mình sẽ được một ít gốc cần nha anh em. Cái này là gốc cần, đó. Đa phần những cây gốc cần còn rất là đẹp, đó. Pen sheet có, pen acrylic có. Bên đây mình sẽ lên cho anh em là ít cần Ikada nha anh em. Đây là Ikada, có một số cây lỗi ven, một số cây còn rất là ok luôn nhé. Ở bên đây sẽ là những cây cần mà lỗi đó, mình bán với giá thanh lý cho anh em. Rồi để mình lên cụ thể từng món cho anh em xem. Sếp bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không clip sắp lên á thì anh em cứ gửi về cho sếp nha. Rồi cảm ơn anh em. Đi gửi cho anh em cây số 1 nha. Thì cây số 1 thì gửi cho anh em là một cây cần nội địa nè, đó, một cây nội địa. Cây này là 2m1 nha anh em, 2m1. Tên của nó đây, đó. Thì cây này một cây cần Ikada nha anh em, Ikada, phen là phen Fuji. Bát của nó sẽ là bát Fuji, đó. Cây này còn chụp cái đầu luôn nè. Thì cây này là một cây Ikada 2m1, nó được 3 khúc nha anh em, 2m1 3 khúc. Đây, đó. Cái này zin luôn nha anh em, zin đủ mét. Đây. Chất liệu của nó là chất liệu phít nha anh em, phít đỏ, đọt là đọt sợi thi tinh. Đó. Đây. Tổng thể ngoại hình thì cây này còn rất là mới nha anh em, mới len keng luôn. Đây. Mấy cây Ikada này thì anh em về câu cá hanh cho cháp thì rất là ngon, đó, cá giò, cá dìa. Rất là đẹp nha. Phen ok hết nha, cây số 1 này phen ok hết luôn nha anh em. Cắm như thế này. Đó, đây. Đây, đây cắm vô. Đó, ngon lành nha. Đọt cũng khá là nảy và dịu nha anh em. Phát tín hiệu rất là tốt. Rồi, cây này 2m1 đủ mét nha, đủ mét. Rồi, giá công khai mình bán cây số 1 giá là 250 nha anh em. 250k cộng ship cây số 1. Đó, một cây Ikada 2m1. Đó. Cây này nguyên bản nha, đẹp. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 thì gửi cho anh em một cây cần Ikada. Cây này 2m1 nha anh em. Đó, cây này của hàng Cetaphia. Cây này của hàng dạng của hàng Mỹ nha anh em. Đây. Phen nữa đây, phen hãng. Bách hãng. Đó. Cây này là khoảng là 2m1 nha anh em, 2m1 mà cây này bị hụt đọt đây. Đó, cây này 2m1 mà bị hụt đọt đây. Đây. Chất liệu cũng là chất liệu phít nha anh em. Phít. Lấy nét cho. Đó, chất liệu phít. Phen đây. Đó, phen ok hết nha. Đó. Phen ok hết nha anh em. Đây, cái này bị hụt đọt rồi nha. Đó. Rồi, giá bán cây số 2, giá là 100k thôi nha anh em. Đó, 100k cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 gửi cho anh em vẫn là một cây cần của Ikada. Đó. Đây. Đây anh em nhìn cái tên đây, Cetaphia. Cái này của hàng Mỹ về. Đó. Này trong lô về. Đó. Nói chung thì về mình cũng chưa vệ sinh luôn. Đó. Còn dính băng keo nè. Nói chung thì thôi thôi cái này thì không dập không bể phen ok hết nha. Đó. Cái này 2m1 thì cái này chỉnh đủ mét nha nè. Đó, cái này hai chỉnh đủ mét 2m1 luôn. Đó. Đây. Ok nha nè. Chúng thì phen ok hết. Đó, phen keo chỉ ok, phôi chỉnh chỉ. Đó. Đọt. Đọt trên đây sẽ là thấp, sẽ tự tin nha. Ikada. Đây, buông của nó đây. Đó, buông nguyên zin luôn nha. Đủ chuẩn 2m1. Rồi, giá bán công khai cái số 3, giá là 200 nha anh em, 200k cộng tiếp cái số 3. Tiếp theo cái số 4. Cây số 4 vẫn là một cây sàn Cetaphia. Cái này 2m4 nha anh em, 2m4. Với mấy cây 2m4 này thì chuyên về cho anh em câu Ikada, anh em thọt mấy cái lỗ bè đó. Đó. Cái lỗ nằm ở xa xa thọt vô câu ngon lành. Phen thì cây này nó về trong lô nhiều cây. Phen nó bị cong một tí nè, đó. Anh em nào về có phen anh em thay lại nha anh em, mà anh em để vị câu cũng bình thường nha nè, không ảnh hưởng gì. Đó. Cái này 2m4 nha anh em, 2m4. Chất liệu fit, bát của nó sẽ là bát hãng, phen là phen hãng.
và được cái là cây này đủ mét luôn nha anh em, cây đủ mét luôn, bù xin luôn. Phen này ok nhé, ok trước một ít đó lại là phen ok hết nha anh em. Đây phen chỗ này bị lỗi nha, phen chỗ này bị lỗi anh em về có phen đi lại giúp mình. Chung thì kiểm tra không kỹ có một phen bị lỗi. Rồi giá công khai cái số 4 giá 100k nha nè, 100k cộng tiếp cái số 4, cái nào lỗi thì mình bán với giá thành lý luôn. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 sẽ lên đó, cây số 5 tiếp theo, cây số 5, cây số 5 sẽ lên cho nên là một cây cần cái này là một cây cần carbon. Đây carbon nha anh em, carbon sơn giả trúc, một cây cà ra cần rất là đẹp nhé. Chung thì cái này về trong lô nó cũng có xây xác ít đây. Cái này đủ mét nha anh em, đủ mét sơn giả trúc bát fuji F6 foil là foil carbon dài 1m6 phen fuji. Đây phen fuji đủ mét luôn. Và cái này nó bị lỗi mắc một phen này. Anh em bảo về có phen anh em đi lại giúp mình nhé. Đó đây, mắc một phen nha anh em, cần sau thì mình sẽ báo cho anh em vậy nhé. Đây cái phen này ok hết nha anh em, phen này Ikeda rất là xịn luôn. Đây anh em nhìn phen anh biết là cần rất là xịn rồi. Rồi giá công khai cái số 5 giá là 200 nha anh em, 200k cộng xếp cái số 5 một cây Ikeda carbon. Đó tiếp theo cái số 6, cây số 6 gửi cho anh em là cây cần Ikeda hàng nghệ nhân nha anh em. Cây này thì gốc của nó sẽ là gốc trúc gì anh em, gốc trúc gốc cây gì đó làm rất là đẹp nè. Đó thấy không, xuất sắc nha. Bát fuji F5. Đây cây này nó bị dính sơn nè, xấu một tí phiền đây. Đó cây này thì nó rút ra. Cây này hồi nãy mình đo hình như là 1m7 nha anh em, nó ra tầm khoảng 1m7. Đó cây này thì dạng cần Ikeda dựng rồi, dạng nghệ nhân làm rồi. Đây bạn công nhận họ làm rất là đẹp nha anh em, không chê đâu được phiền đây. Đó chung là phen phôi thì chuẩn hết. Đây phen đây ngon lành hết nha nè. Đọt đây, đọt khá là dịu, phát tín hiệu rất là tốt nha. Rồi giá công khai cây số 6 giá cũng 200 luôn. Đó, một cây gốc trúc nghệ nhân. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 gửi cho anh em rồi cũng là một cây Ikeda, một cây Ikeda hàng Olympic. Cây này thì nó dài 1m8 nha anh em, dài 1m8. Phen của nó sẽ là phen fuji. Phen fuji. Dài 1m8 phen fuji. Bát sẽ là bát fuji. Đây. Cây này là cây cắm ngọn. Cây này cũng dạng đủ mét luôn nha anh em. Chúng thì soạn lô ra. Đây, đọt của nó sẽ là đọt sợi thủy tinh. Phen đây. Ngon lành nha anh em. Quá ok. Thì cây này thì nó bị mắc một phen này, mắc một phen này. Đây. Rồi, cho anh em nào về dựng lại nha, anh em làm lại. Chất liệu cái này sẽ là chất liệu fit nha anh em, chất fit. Rồi, giá công khai cây số 7. Giá sẽ là 100k nha anh em, 100k cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 thì gửi cho anh em vẫn là một cây cần Ikeda. Cây này có hàng Nissin nha anh em, hàng Nissin loại đời Nhật. Cây này thuộc dạng gút nha anh em, dạng gút. Và cây này dạng ngắn thôi nha anh em. Cây này nó ra tầm khoảng 1m5 thôi nhé. Cây này 1m5 thôi. Đây, để anh xem. Ok, nó ra tầm khoảng cây này ra tầm khoảng 1m thôi nha anh em. Dạng ngắn, cây này ra tầm khoảng 1m thôi. Đây. Rất là nhỏ gọn nha. Đây, bát là bát fuji hàng Nissin thì quá nổi tiếng rồi.
Đó. Hồi dưới đây chắc là phíp này. Đó. Phen Fuji. Phen Fuji nha. Đó. Đó. Trên đây là đọc sở tiết tinh. Phen Ikeda. Đó. Rất ok nha nè. Độ dịu độ nảy cũng rất ok. Đó, anh em thích thì lấy về câu. Đó, càng dài chỉ có 1 mét thôi nha nè. Đó, cho anh em câu trên bè, trên lỗ, trên thuyền nha. Đó. Rồi, giá công khai cây số 8, giá 150 nha nè. 150k cộng ship cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 là một cây cần dạng về của men Nhật ảnh dựng lại từ cây cần tay nha nè. Đó, cây này cây cần tay nè. Men Nhật lên phiên các kiểu nè anh em. Đó. Đó, thấy không? Thành giống như cái này thành giống như một cây ISO bè rồi. Đó. Giống như một cây ISO bè hơn. Thì thôi, có sao có gì mình báo cho anh em bệnh bản có giá vậy luôn. Cái này là một cây nội địa CP nha anh em, Bass Fuji FS5. Và cái này nó là một dạng ISO bè. Hồi nãy mình đo cái này hình như nó ra tầm khoảng 1m5 ấy nè. Phen của nó đây, đó, phen đây, có một phen này là phen, phen này phen inox thôi, còn lại là phen sứ nha, sứ mà dạng sứ Fuji hết nha anh em, đây, bu là bu dạ quang luôn, đó, rất là xịn nha, được men Nhật dựng lại rất là xịn, cái này nó ra tầm khoảng 1m5 nha anh em, 1m5, công rất là đều, cái này anh em câu dạng ISO bè, câu cái hanh cái cháp dạng anh em câu cảm giác ngon lành. Còn cá giò cái gì à? Rồi giá công khai cái số 9, giá 150 luôn nha anh em, 150k cộng ship cái số 9. Tiếp theo cái số 10. Cái số 10 gửi cho anh em là một cây cần dạng cho anh em về câu cá hanh, cá sáp, câu trên ghe, trên bè, câu tôm, câu cá mè dinh, mè dảnh. Vì cái này một cây cần của hãng Olympic nha anh em, Olympic, và cái này một cây hàng nội địa nha anh em. Chất liệu của nó sẽ là chất liệu phíp. Chất liệu phíp. Đây, cây này nó ăn tiền nhất là cái gốc nè, gốc là gốc bằng gỗ nha anh em. Đây, rất là đẹp, cái gốc xuất sắc. Đó. Tiếp phen của nó dạng là phen như thế này nè. Đó. Bass là bass thẳng, phen là phen này. Đó. Cây này anh em về câu cá hanh, cá cháp, câu tôm, câu mè dinh, mè dảnh, câu cảm giác nha. Chiều dài của cái này sẽ là 1m8 nha anh em, chiều dài 1m8 để mình đo độ cứng. Độ cứng của cái này ra tầm khoảng 15 nha anh em, độ cứng 15-20, cũng tương đối chứ không quá cứng. Được cái ăn tiền nhất là các bạn, cái gốc này. Đó. Cái này mà anh em về có phen anh em dựng lại làm cần cầu tôm thì hết bài. Cầu tôm mà anh em câu cá hanh cá cháp là hết bài, rất là ngon. Đó. Rồi giá công khai cái số 10, giá 150 luôn, 150k cộng ship. Giá thanh lý cho anh em luôn. Tiếp theo cái 11. Cái 11 gửi cho anh em là một cây cần, cái này thuộc dạng cần lua. Đó, đây, cần lua. Đó. Cán là cán băng, cán này thì cái nó có lớp ni lông anh em, mình chưa tháo luôn. Đó, đây, đây cũng vậy. Phen của nó sẽ là phen hãng nha, phen là phen hãng. Đó, đây, hàng Gromit. Đó, đây. Đó. Đây nè, đó. Nguyên bản hết nha, cây này nguyên zin, không lỗi, không gì hết. Đó. Ngon lành. Thì cây này nó dài là 1m8, độ cứng của nó sẽ là ML, lua mát của nó được là 1/4 set là 7g nha anh em, lua mát được 7g. Lai từ 5 đến 10 lb. Đó, cái này anh em lua cá hanh, cháp, cá chẽm cũng ngon lành. Đó. Cá măng, lua mấy con mồi giả. Và anh em có thể câu cũng được. Sách đi câu ngâm, câu mấy con mài dinh, câu tôm cũng rất là ngon. Đó. Câu cái hanh, cái cháp, dạng câu ngâm cũng được, câu lật vật. Rồi, cây này mình bán với giá thanh lý, giá 250k, đó, cây số 11. Tiếp theo cây 12. Cây 12 gửi cho anh em vẫn là một cây cần lua nha anh em. Thì cây 12 sẽ gửi cho anh em là một cây cần lua. Cây này chắc là cây carbon nha anh em, cây này carbon rồi. Đây carbon ron nha anh em, cây carbon, cây này thì mình bán thanh lý luôn. Đó. Đây phôi chuẩn chỉ đẹp nha anh em. Phen là phen hãng nha, phen hãng, bát là bát hãng. Đây. Ok hết nha. Phen ok hết.
Và ok, có đầu bu nó bị mắc sứ nè, đó. Cái đầu bu này mắc sứ, vậy anh em thay đầu bu giúp mình nhé. Đó. Mình bán với giá cũng thanh lý luôn. Đó. Thì cái một cái cần carbon thì cái này nó lua mát được 7 gram nha anh em, lua mát được 7 gram nè. Thì cái này nó dài được là 2 mét 7 là 2m1, cái này là 2m2 nha anh em, nó gơ tầm khoảng 2m2 đó. Cái này dạng nó lua mà dạng lua mò nhỏ 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 nhẹ nhẹ thôi nha anh em, vừa vừa thôi. Đây test đọt công cho anh em xem này, nhúng nhúng luôn đó, ngon lành nha. Vậy anh em chỉ cần thay đầu bu vô là câu bình thường nha. Đó, đây. Lua mồi nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi nha anh em. Cái này nó dạng đánh mồi dưới 7 gram nha. Dạng vẫn giống như cần L rồi. Đó. Rồi, giá công khai cái giá rất ok. Giá 150 nha anh em. Đó mày. Mã số 12 150. Tiếp theo mã số 13. 13 gửi cho anh em khoảng một cây cần thanh lý. Thì cái này một cây cần 3 khúc. Đó. Chất liệu là chất liệu phíp. Phen đây. Đó, một phen nè. Hai phen nè, bát tà bát thẳng. Cái này một cây cần dài 3 mét nha anh em, dài 3 mét. Độ cứng nó ra tầm khoảng 80 nhé, độ cứng ra tầm khoảng 50 80. Đó, cho anh em câu về câu lăng, câu ngâm, câu đăng xe nhé. Và cái này em bị mắc một phen này, đó. Anh em nào có phen này thì anh em thay vô câu bình thường nhé. Không có thì độ chế là giúp mình. Đó. Rồi. Cây số 13, dài 3 mét, cứng 50 80, giá công khai 100k. Đó. Thanh lý cho anh em luôn nha. 100k, mã số 13. Tiếp theo mã 14. Mã 14 gửi cho anh em vẫn là một cây cần thanh lý. Cái này bị gãy ngọn nha anh em. Đây, gãy ngọn. Đó. Cây này nó để 1m8 mà cây này nó gãy rồi, chắc nó còn cỡ 1m7, 1m6 gì đó anh em. Đó. Mình cũng không chắc nữa. Nói chung thì cây này bán thanh lý nên mình cũng không đo. À, cây này ra tầm khoảng 1m7 nha anh em, còn khoảng tầm khoảng 1m7. Bát Fuji FX6. Đó. Đây, phôi sẵn đây, sẵn ít nha, sẵn găng gốt luôn. Đó. Phen Fuji đỏ xám. Một phen. Đây. Phôi sẵn nha anh em, phôi sẵn đẹp nha. Đây, đó. Hai phen, ba phen, bốn phen, năm phen nha, tổng cộng là 5 phen. Mình vừa bán phôi mà vừa bán phen thanh lý cho anh em. Đó. Cái này anh em về nếu anh em gắn đầu bu vô cậu bình thường, độ cứng cái này nó gơ giờ nó gơ tầm khoảng 20-30 nha, cầu ngâm cũng rất là ngon. Rồi, giá công khai cái số 14, giá 200 thôi nha anh em. Đó, 200k cộng ship thôi, đó, một cây cần carbon nhé. Tiếp theo mã số 15. Cái 15 thì gửi cho anh em một cây cần câu mà anh em dạng câu bè, câu bao lực nhé. Đây, cây này thì gốc này họ quẳng cái màn co lại rồi. À, chắc trong đây là gỗ anh em. Đây, thấy dưới đây là gỗ không nè. À, cản là cản cây nha. Đây, bát này là bát câu biển nha, bát câu biển. À, bát chắc có bự. Phen biển, đó. Cây này là nguyên cây cần đặt nha anh em. Cây này là đặt, cứng ngắt luôn, nguyên cây. Đó, bu đây. Phen biển nha anh em, phen biển. Cái này độ cứng nó ra tầm khoảng 100 đến 120 anh em. Nó chuyên về cho anh em nào có trên ghe, trên bè. Đó, cái này chuyên về cho anh em săn hàng, đánh bao lực nha. Cái này tải trị ra tầm khoảng chắc cỡ 500 gram quá, hơn 500 hơn. Khá là cứng nha anh em. Đó. Vì cái này nguyên là một cây cần đặt nên đánh bao lực gốc cà phê. Cái này chiều dài mình đo, nếu mình đo ô tập này, nếu mình đo ô gạch này thì nó ra tầm khoảng 1m 1m6 nha anh em, 1m65, ra tầm khoảng 1m65. Đó, rồi. Độ cứng ra tầm khoảng 100-120. Rồi, giá công khai cái 15, giá 350 nha anh em, 350k cộng ship cái 15. Đó, giá thì quá ok rồi. Đó. Tiếp theo cái 16. Cái 16 gửi cho anh em một cây cần cắm gốc dạng 2 khúc anh em. Đây. 2 khúc nha, 2 khúc. Mà dạng cần giống như là đánh bạo lực đây. Đó. Bát là bát Fuji nè. Đó. Bát rất là bự, chà bá luôn. Phen là phen Fuji.
đọt của nó sẽ là đọt sợi thủy tinh, đọt đặc. Cặn thì cứng thì thôi rồi. Cây này thì hồi xưa mình hay để mình đánh bạo lực anh em, câu chì 200g, 300 đó. Cần rất là cứng, mà dạng cần là cần đặc nên độ nảy nó rất là cao nha nè, độ nảy nó phát tín hiệu rất là phê. Đó. Cây này thì cho anh em vẫn là chuyên về cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền nhé. Đây, cắm nó vô thế này. Thì chiều dài cái này nó ra tầm khoảng 1m6 nha anh em. Đó, chiều này, chiều dài cái này ra tầm khoảng 1m6. Đó. Ngon lành nha. Đó. Rồi, giá công khai mình bán với giá 250k. Đó, cây 16 nha anh em. Cây 16 250k về cho anh em câu bạo lực nhé. Tiếp theo qua đây. Đó, qua đây bị tới hàng tiếp theo cây 17. Cây 17 gửi cho anh em là một cây cần đai qua nha anh em, một cây đai qua. Cây này là 15 DX 270 nha anh em. Đó, cây này dài 2m7, độ cứng là DX nhé. Đây. Bát là bát Fuji. Đây là một cây cần đai qua. Phôi của nó sẽ là phôi phíp đỏ nha anh em, một cây phíp đỏ. Đó. Phíp này thì nó cũng không ăn thua. Ăn thua carbon nha anh em. Đó. Nó cũng dạng nhem nhem tí. Đây. Đó, cây này về cho anh em nào dạng câu lăng xê nha anh em, câu lăng xê, câu cá cha, cá chép, đó, câu ngâm, đó, câu linh tinh lật quạt chơi, đó, rất là ngon nhé. Độ cứng cái này mà nếu mà đổi ra cần so với cần 2 khúc thì nó ra tầm khoảng 30 nha anh em, 30-50. Đó, anh em về câu lăng xê, câu ngâm là ngon lành rồi. Đó. Rồi. Cây này thì hoàn chỉnh hết nha anh em, không lỗi lầm gì hết. Rồi, giá công khai cây 17, giá 250k. Đó. 250k cây 17. Tiếp theo cây 18. Rồi, cây 18 là một cây hàng lỗi nha anh em, bảo gõ hàng lỗi. Thì đây là một cây cần 3 khúc, mình bán thì mình sẽ bán phôi và phen. Đó. Nói kỹ nha anh em, phôi và phen. Phôi của cần sẽ là phôi carbon nè, đó. Phen của cần sẽ là phen Fuji. Đây, phen Fuji. Đây, phen Fuji. Bát cần sẽ là bát Fuji. Cây này nó để là 3m3 nha anh em, 3m3. Đó. Phen Fuji. Phôi carbon nè, đó, ngon lành nhá. Đây, phen Fuji. Bu Fuji. Đây. Lỗi ở chỗ nào? Đây. Cái này nó cắm vô đây được. Đây, nó cắm vô đây thì ngon lành nha anh em. Đây, cắm vô đây thì ngon lành. Và góc này nó cắm vô đây thì nó dướng dướng thế nào anh em, nó không vô. Đó. Nó không vô nha. Đó, mình nói rõ là nó không vô nên mình bản thanh lý bản phôi bản phen luôn. Đó. Thì như nó không phải của nó anh em. Thôi, bản phen bản phôi cho anh em về tháo ra dựng lại, anh em tháo ra làm chế cháo lại, anh em có thể đánh giấy nhám ở đây mỏng lên tí, hoặc anh em do giấy nhám đầu này mỏng lên tí là ok, thọt vô thôi. Về anh em biết làm anh em làm nhé, chứ mình không làm. Đó, làm vậy thì sợ anh em câu thì không an toàn, báo mình bán độ chế cần sao mình báo anh em vậy. Rồi, giá công khai cây số 18 bán phen và phôi cộng cái bát giá 200k. Đó, ngon lành. Cây số 18 200. Tiếp theo cây số 19. Cây số 19 thì mình bán về cho anh em thay phen nhé. Đây, anh em nhìn cái cần chạy nước miếng không? Đó, đây. Carbon nha anh em, cây này carbon nha, carbon sẵn dữ lắm luôn. Đây. Đó, sẵn gần guốc nha. Phen là phen Fuji nè. Đây. Sẵn đã không? Đó. Sẵn rất là đẹp, cái này rất là đẹp luôn. Đây, ngon lành nha. Rồi, cái này cũng bán với giá thanh lý nha anh em. Tại sao thanh lý? Cái này thì nó đẹp thế này, phôi carbon mà nó bị mắc một phen này. Đó, trong quá trình vận chuyển nó cọ với nhau nó bị mắc một phen này. Đó. Phôi thì chuẩn chỉ nha anh em, không lỗi lầm gì hết.
và cây này nó chiều dài của nó sẽ là 1m8 nha anh em. Đó, chiều dài 1m8, nó lùa từ 3 đến 15g nè. Đó, cây này mà dựng cái lại làm lại cái phen này thì anh em câu cá chẽm thì ngon lành, cá chẽm, cá măng, cá hanh, cá cháp thì ngon lành luôn. Đó. Phôn đẹp thế này mà anh em. Rồi, bán cho anh em về làm lại. Rồi, giá cây 19. Giá 200 luôn, đó, 200 cộng ship cây 19 nhé. Tiếp theo cây 20. Đó, 20 mình bán gốc nha anh em. Đó, cây 20 bán gốc. Đây, đây là một cây gốc cần lua, gốc cán 3 khúc nè, đó, ngon lành đẹp nha. Gốc này thì sẽ là gốc carbon nè, bát sẽ là bát thẳng nè, đó. Nghe một cây line game gì đó của China. Cây này nếu 2 khúc thì nó sẽ dài 2m1 nha anh em. Đó, về cho anh em dựng Ikara làm phôi cái gì các kiểu. Đó, đây, sẵn gân guốc nha, rất là đẹp. Phen là Fuji nha anh em, phen Fuji. Rồi, giá cái gốc mã số 20, giá 60k. Tiếp theo gốc mã số 21. Mã số 21 thì nó được khúc đọt nè anh em. Đây. Phen Fuji nha. Đây. Trắng coi bò trắng nha anh em. Cây này thì bán dạng bán gốc với bán phen nhé. Đây. Trắng đẹp. Một phen, hai phen. Đó. Mắt phen này. Ba phen, bốn phen. Đó. Gãy nha. Đây. Bây giờ cho anh em đột chế ra đây. Đó. Rồi, mã số 21 giá giá nhiêu ta? Giá 80k đi, 80k mã số 21. Đó. Rồi, tiếp theo qua đây, mã số 22. Thì mã 22 thì mình cũng vẫn bán dạng bán kho dưới phèn nha anh em. Cây này một cây Daiwa mái ngang. Đây, bát nó rất là đẹp nha. Cái này dính băng keo thôi nha anh em. Về anh em lấy acetone đó. Anh em chùi nó ra liền. Đây, Daiwa. Mấy cây này thì chắc chắn anh em ơi, phèn của nó sẽ là phèn Fuji nha. Một phèn, hai phèn, ba phèn, bốn phèn, 5 phen, 6 phen, đó, 6 phen, cái này bị gãy gọn như thế này, gãy ngọt nên mình bán với giá thanh lý dạng cho anh em về lấy phen, anh em dựng lại hoặc anh em có thể thay phen, thay bu dịch anh em câu nhé. Đây, phôi rất là đẹp nha anh em, phôi sẵn ít nhé. Đó, một cây tay qua, quá ok luôn anh em ơi. Rồi, giá công khai cây này, đó, hụt ngọn, giá 120 nha anh em, 120k. Mã số 22. Đó, rất là ngon nha. Tiếp theo mã số 23. 23 là một cây gốc cần của hàng Shimano Bass One. Đó, cây này anh em về dựng Ikeda hoặc làm có đọt anh em tháp vào câu nha. Đây, anh em mua cái đọt Satitin đó, đo tháp vào câu ngon lành. Làm dựng lại câu tôm. Cán là cán bằng nha anh em, còn tổng thể còn ok nè, đó. Bass Shimano Bass One vôi đây rất là đẹp nha. Đó, không phải dừa đâu nha anh em, không phải dạng dừa đâu. Đây, phen là phen Fuji. Đó, phen Fuji. Đây, phen còn mới cáo nha anh em. Đây, coi chuẩn nha. Rồi, giá công khai mã số 23, giá 80k. Tiếp theo mã 24. 24 là một cây cần của hãng Ryobi. Đây. Bát Ryobi. Gốc nè, gốc bằng rất là đẹp nha. Đây, một cây Ryobi, một cây UL nha anh em, một cây Ryobi UL. Đó, dài 1m68. Đó. Mã code đầy đủ. Coi chuẩn chỉ hết nha anh em. Đó, rất là đẹp, phen ok. Đó, cái này anh em về dựng cần tôm hoặc Ikeda câu lùa gì đó, anh em về dựng nha. Rồi, giá công khai mã số 24, giá 80k. Tiếp theo mã 25. Đây, 25 cây này khá là nhức gân nha anh em. Đó. Thì 25 sẽ là một cây Majorat co kit nha anh em. Co kit. Bass của nó sẽ là bass Fuji nhé. Bass Fuji, bass gỗ. Bass gỗ nha anh em. Rất là đẹp. Rồi, chuẩn chỉ nha anh em. Cây này dài 1m98 nha anh em. Dài 1m98.
Dài 1m89 nha anh em, dài 1m89 thôi đẹp. Đặc biệt cái này là fan của nó sẽ là fan xít nha anh em, fan xít. Đó, đây. Đó, cho anh em về thấy đồ chế dựng độ các kiểu gì nó đây. Đó. Rồi, giá công khai mã 25 100k. Tiếp theo mã 26. 26 lên cho anh em vẫn là một cây cần Majorgrab nha anh em, Majorgrab cản hở. Cái bằng chỗ này nó bị mẻ sức 55 nè. Đó. Bát Pussy. Đây, cây Majorgrab luôn mực. Đó, cây này dài 2m4 nha anh em, dài 2m4. Thì cây này được cái là phen nòng súng nè, nó rất là xịn nha. Đây, ngon lành Pussy nha anh em. Xịn sao. Quá ok luôn. Đó. Rồi, giá công khai cây số 26, giá 90k. Đó. 90k 26. Tiếp theo 27. 27 thì cây này vẫn là một cây Majorgrab nha anh em, cây Majorgrab UL. Đây, nó bị bằng như đây nó bị chóc róc một tí nè. Đó. Nhưng mà cái bass của nó bằng cho tay ok. Bass là bass Pussy nha anh em, bass Pussy. Đây, tên nó đây anh em, Majorgrab Chapara. Đó. 62XUL anh em, anh em có cái ngọn XUL anh em để vào là ngon lành liền. Thì phôi thì còn rất là đẹp này. Đó, phen là phen Fuji. Đó, ngon lành. Rồi, giá công khai mã số 27, giá 80k. Tiếp theo mã 28. 28 là một cây Nai X gì nè, eo Nai X gì nè. Đó, cán gọi là cán bằng. Bát hãng. Cây 66 và 1m98 phôi carbon phèn Fuji. Đó, ngon lành. Phèn Fuji. Rồi, giá 70k 28. Tiếp theo mã 29. 29 thì gửi cho anh em một cây cần khá là whip, một cây gốc cần khá là whip. Đó. Thì cái gốc này là một cây gốc cần của hàng Gamakatsu. Đây anh em, Gamakatsu. Đó. Cái này về thì không có đọt, nó chỉ có gốc thôi, cái bass Pussy như này. Fan của Gamakatsu thì anh em biết rồi, rất là xịn đây. Đây fan xít như này, fan xít. Sứ nó rất là dày. Đó. Tùy cảm ở trên đây. Đó. Ngon lành như này. Cái này 2m1. Đó. Rồi. Mã 29 giá 100k. Tiếp theo mã 30. 30 thì là một cây cần của hàng hàng gì không biết luôn anh em ơi. Bass Rocky nè, đó. Bass hãng fan Fuji. Đó. Fan này mấy cái fan này Fuji chắc rồi. Đây, nhìn là biết. Phôi thì còn rất là mới. Rồi, giá 70k, mã số 30. Tiếp theo mã 31. 31 thì cái phôi này khá là xịn nha anh em. Cán là cán bằng nè, đó. Bass Fuji nè. Thì đây một cây cần Daiko nha anh em, Daiko. Đó. Đây. Đó, cái này mình bán bass giữa bán phen thôi nha anh em. Đây, nó bị gãy ngọn. Đây, phen gold loại xít. Một phen, đây xít luôn. Đây xít luôn. Đây xít luôn là 1 2 3 4 4 4 phen nha anh em. Và cây này nó dạng cần là cần cắm gốc nha. Mà nó hít cứng quá mình rút không ra. Đó, anh em về có chiêu trò thì anh em rút ra thì anh em rút ra lấy được cái bát dưới nha anh em. Đó. Rút ra là anh em lấy được nguyên phần bát này. Đó, anh em về độ thành một cần một khúc như các kiểu gì đó. Cây này ngon lành nha. Lấy được 1 2 3 4 4 phen xít này luôn. Đó, phen xít gòn luôn. Đó. Rồi, giá công khai cây 31, cây cuối cùng giá 150k. Đó, 150k cây cuối cùng nha anh em, 31. Rồi, đó là tổng cộng 31 mã cần lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng mã nào có thể chốt để lại shop điện thoại, shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.